Xin chào các bạn, đang xem video của kênh Tôi yêu sức khỏe. Hôm nay mình xin phép chia sẻ đến các bạn những món quà tặng ý nghĩa gửi tới thầy cô dịp 20 11. Trước khi mình đi vào nội dung chính, mình xin chiếm ít phút, nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 11 em xin chúc tất cả các thầy cô một ngày thật vui tươi và hạnh phúc. Các bạn đang xem video của mình, xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến người thầy, người cô của mình nhé. Bây giờ mình xin đi vào nội dung chính của video. Một hoa tươi. Hoa tươi là một món quà không thể thiếu trong dịp 20 11. Đây là món quà truyền thống nhất từ trước đến nay nhưng chẳng bao giờ lỗi thời cả. Tuy nhiên, bạn có thể khiến thầy cô bị bội thực vì mấy bó theo kiểu quá quen thuộc được bày bán ngay cổng trường. Vậy nên, để thể hiện tấm lòng của mình, bạn nên chọn đúng loại hoa thầy cô thích đồng thời tự mình bó hoa theo phong cách riêng của mình. Khi nhận được bó hoa như thế chắc chắn thầy cô sẽ nở nụ cười mãn nguyện vì ít nhất đó là bó hoa do tự học sinh của mình làm mà lại đúng loài hoa mình thích. Hai áo sơ mi món quà dành tặng các thầy này có rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã với thương hiệu và chất liệu khác nhau mà giá cả thì rất phải chăng. Nếu bạn muốn tặng thầy áo sơ mi thì có thể chọn của các hãng như Việt Tiến, Ao Ẩn, An Phước, Martana, May 10, Việt Thắng. Bạn nên chú ý đến thương hiệu kiểu dáng, màu sắc áo mà thầy hay mặc mỗi ngày để chọn được món quà tinh tế nhất. 3. Đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay tượng trưng cho kỷ niệm về thời gian. Đây là món quà sang trọng và đặc biệt ý nghĩa khi dành tặng thầy cô trong dịp 20.11. Tuy nhiên vì giá thành của mỗi chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp khá cao nên bạn có thể tặng thầy cô theo tập thể. 4. Bút viết. Bút viết là vật bất ly thân của các thầy cô. Tất nhiên bạn không nên tặng loại bút viết thông thường rồi. Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu bút ký cao cấp thích hợp làm quà tặng như bút Parker, Waterman, Pilot với đủ kiểu dáng và giá cả. Bạn nên chọn loại bút đi thay vì bút mực để tiện hơn cho việc các thầy cô. Đặc biệt, một cây bút tốt có khắc tên của thầy cô chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa mà bất cứ thầy cô nào cũng sẽ nâng niu. 5. Bộ mỹ phẩm cứ đến gần ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là trong các cửa hàng, siêu thị đều có bán các bộ sữa tắm, dầu gội và dầu xả hoặc bộ chăm sóc da được đóng gói rất đẹp mắt. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, là dịp để học trò và các bậc phụ huynh tri ân tới người lái con đò tri thức. Mọi người thường chuẩn bị món quà thật ý nghĩa để trao tặng thầy cô giáo của mình. Mình xin kết thúc video tại đây, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.